Chào cả nhà, hôm nay mình giới thiệu đến cả nhà cảnh nhóm họ đám cưới ở quê nghe cả nhà. Anh em bắt đầu xếp lại để làm cổng gạp lá dừa. Làm cổng gạp lá dừa theo kiểu truyền thống. Mời cả nhà bắt đầu theo dõi. Cây cũng lá mày xẻ ra, còn mấy thứ cái đọt nhỏ rồi nó thẳng cái xẻ ra rồi nó không được đâu. Còn mấy thứ cái đọt nhỏ thì mình chơi cái đọt cái xẻ ra là nó cong rồi đó, giờ là quy trình rồi. Con phải lấy cái. Ở đây có anh em hàng xóm đến phụ giúp. Cũng anh em hàng xóm bà con cũng trong xóm cũng sớm xếp lại phụ giúp đó mọi người. Anh này là anh thợ chính này nha mọi người, anh đang làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ông chú là kiếm ông phụ bà mợ và cô dưỡng bà gì ông dưỡng, còn thì chính thức là hội đồng dùng chính vụ cháu ra làm để nhớ cho phần này. Tuy nhiên hôm qua thì cái phần mà lớn hơn cha mẹ con cô dâu đó thì phần là ông bác chị tên bác tư hai bác này cô dưỡng này di dưỡng này ẩu mở này lớn hơn cha mẹ mình cũng vụ cháu mình lấy để chẳng đâu đi chẳng đi hai người năm người đi không có bác này thì là có bác tư con trai thì đúng là con cháu không có quyền không được cháu không được thì em đây con tư em con nhỏ lên phần anh chị của cha mẹ đó thì hai bác nè cũng ẩu mợ dì dượng cô dượng chú thiếu là lớn hơn cha mẹ